Mẹ anh Hùng nó mới mất á, em hay không em? Sáng đi chợ nghe em thấy rồi, anh coi mai chiều lại đốt cho bác cây nhang đi, sớm ghiền không à. Ừ, chắc mai chiều mới có đi, đang buồn quá trời. Ừ, nào đi cũng được. Ta đi đám nhiều không anh? Nhiều. Đám ma làm lớn lắm, càng tay sùm hết trơn á. Phải rồi, con cháu của bà bên nước ngoài không mà. Ôi, nước ngoài hiểu nước ngoài. Con cháu của bà bên nước ngoài á có tiền nhiều, đáng lý ra phải mướn mấy cái dịch vụ á, nó lịch sự hơn chút xíu. Còn đằng này. Sao vậy? Thì mấy ông nội thổi càng tay đó, đáng lý ra tôi về nãy giờ rồi, mà mình ở quê mà mình thấy ta thổi càng tay mình khoái chứ em. Đứng lại vừa ăn vừa coi thổi kèn chút xíu. Bộ mấy ổng khi dễ anh ở quê hay gì á, đứng chữ anh hơi luôn, đuổi đi luôn, giận tiếng người chứ. Ông á, bộ năm nay năm hạn của ông hay gì á, đi tới đâu cũng bị chữ hết trơn vậy trời. Hạn chứ gì nữa, thiệt chứ, cầm cái gỗ me ăn cũng không yên với mấy ổng nữa. Đi vô thay đồ cái à. Em trời, nổ không nổ tôi à. Trời ơi, có gì với em, ướt nhẹp hết trơn rồi nè. Tự nhiên ông ra ông la làng ai không đánh hồn. Trời ơi, thiệt chứ, ướt nhẹp cái nổi luôn rồi nè. Cầm những cái nổi coi, vô hai đồ cái coi. Thiệt chứ, đồ mới thay. Ủa, bà này không tiêu trời. Nổi nó như siêu nhân vậy chạy. Anh ơi. Ủa, xách xe đi đâu nãy giờ vậy? Ra tiệm tầm đồ chứ ở đâu. Nè. Tiền gì? Mới kêu tôi cầm điện thoại giờ nói gì vậy? Sát giá luôn rồi đó, được có 1 triệu đó. Làm gì có nghiêng rồi trời.